Có cây gì? Tượng Bác Hồ ở bến Ninh Kiều. Đẹp nhỉ. ₺50.000 mà đi được cả chợ nổi với vài địa điểm là hay đấy. Cái cọ to quá nhỉ, giống cọ gì không biết. Đúng, du thuyền này, du thuyền đấy, cái này nhìn được này, du thuyền Cần Thơ. Bên Ninh Kiều quá đẹp.